Bài viết có tựa đề Bố già của Trấn Thành tranh giải Oscar, cộng đồng mạng phản ứng trái chiều, được đăng trên báo Thanh Niên.vn. Thông tin phim Bố già của Trấn Thành được Cục Điện ảnh chọn gửi đi dự thi Oscar 2022 đang là chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội. Liệu có xứng đáng? Hôm ngày 7 tháng 12, phim Bố già do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đồng đạo diễn đã được chọn làm đại diện của Điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ loại hạng mục Best International Film, phim quốc tế hay nhất của Oscar 2022. Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các phương tiện truyền thông Việt Nam và làm dấy lên tranh cãi sôi nổi trên trang mạng xã hội cùng các diễn đàn phim. Trên một fanpage giải trí có gần 3 triệu lượt thích và theo dõi, bài viết xoay quanh Bố già đến Oscar 2022 nhận về hơn 20.000 lượt tương tác và bình luận, trong đó không ít ý kiến thể hiện sự không hài lòng như một số tài khoản nhận xét: phim xem giải trí và kết nối gia đình nhẹ nhàng thôi, chứ giá trị nghệ thuật chưa đủ tầm để đi Oscar, hoặc tôi thấy những bộ phim khác xứng đáng hơn, cũng hay nhưng chưa đến mức xuất sắc đi dự giải Oscar. Chọn phim này đi tranh Oscar cho thấy chất lượng phim điện ảnh Việt Nam mình càng ngày càng thụt lùi so với các nước bạn. Buồn thật đấy. Đây là dòng phim thị trường, diễn viên chính là ngôi sao giải trí, được chọn đi thi cho vui chứ cũng không trông chờ gì nhiều. Một người khác nói, một số dân mạng thậm chí thẳng thắn chê bai Bố già. Tôi thấy phim nhạt nhẽo mà lại được chọn, phim gì cãi nhau chửi tục nhiều vậy mà lại được đại diện Việt Nam, phim như kịch được đánh giá cao quá mức. Tại một trang thông tin khác, nhiều bình luận tỏ ra không mấy lạc quan với khả năng Bố già vào top 5 đề cử cuối cùng. Thật ra không khó đoán lắm, chắc chắn không qua được sơ tuyển đâu. Vào top 5 đề cử chắc tôi đánh mất niềm tin vào Oscar luôn quá, là bình luận nhận được nhiều lượt thích. Giữa làn sóng mỉa mai, vẫn có không ít khán giả ủng hộ Bố già đại diện Việt Nam đến Oscar năm tới. Xứng đáng, chúc mừng Trấn Thành và cả ekip. Tôi không thích Trấn Thành nhưng xem phim này thấy cảm động và hay. Chúc mừng Trấn Thành, phim Việt hay và xứng đáng với sự kỳ vọng bỏ tiền ra mua vé xem nhất năm 2020 của mình. Phim này hay ở Việt Nam nên được đem đi tranh cử là điều có thể chấp nhận, là những lời động viên cộng đồng mạng dành cho Bố già. Đồng thời, nhiều người cũng kêu gọi sự ủng hộ dành cho tác phẩm thay vì chê bai, dè bỉu phim. Có người bức xúc, Bố già vinh hạnh được đại diện, chứ đâu có nói muốn đoạt giải gì đâu mà các bạn vào dìm quá vậy. Người khác gay gắt nhận xét, dù gì cũng đem ra ngoài thế giới, mọi người không ủng hộ thì cũng đừng bình luận tiêu cực như vậy. Đối thủ khu vực châu Á của Bố già tại Oscar là những ai? Trên mặt bằng chất lượng phim Việt Nam 2021, Bố già là một trong những tác phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, khi đặt cạnh các đối thủ nước bạn trong hạng mục Best International Film, cơ hội được vào danh sách đề cử chính thức của Bố già rất mong manh. Chưa kể đến đại diện của những nền điện ảnh lớn ở châu Âu như Ý, Pháp, Đan Mạch, thì riêng khu vực châu Á năm nay đã có rất nhiều bộ phim ấn tượng, đột phá về ý tưởng lẫn phong cách nghệ thuật. Đến với Oscar 2022,
Trung Quốc gửi đi bộ phim Clip Walker của cây đại thụ trong làng điện ảnh Hoa ngữ Trương Nghệ Mưu. Vị đạo diễn 71 tuổi đã từng có 8 phim được Trung Quốc lựa chọn đi tranh Oscar, trong đó Cúc Đậu 1990 và Anh Hùng 2002. Từng vào danh sách đề cử chính thức sau thành công vẻ vang của Parasite và Minari, Hàn Quốc chọn Escape from Mogadishu để gửi gắm kỳ vọng. Đây là tác phẩm điện ảnh có thành tích doanh thu ấn tượng nhất trong năm 2021, là phim Hàn Quốc đầu tiên cán mốc 2 triệu lượt khán giả chỉ trong vòng 17 ngày công chiếu. Đài Loan thì tiến cử tác phẩm The Falls của đạo diễn Trung Mạnh Hoành, người từng được sướng tên ở giải điện ảnh Kim Mã lần thứ 47 ở hạng mục đạo diễn xuất sắc với bộ phim Chân Dung Thứ Tư. Các đại diện đến từ Hồng Kông như Zero to Hero, Ấn Độ Purple và Thái Lan The Medium cũng rất đặc sắc. Tuy nhiên, hai ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Best International Film tại Oscar lần thứ 94 phải kể đến là Nhật Bản và Iran. Trước khi được Iran gửi dự thi Oscar, tác phẩm A Hero của đạo diễn Asghar Farhadi đã từng chinh chiến tại Liên hoan phim Cannes 2021 và nhận được vô số lời tán dương từ giới phê bình điện ảnh. Phim vào danh sách đề cử chính thức cho giải Cành Cọ Vàng dù thua cuộc trước Titanic của Pháp, nhưng đã xuất sắc chiến thắng giải Grand Prix. Đặc biệt, Asghar Farhadi là nhà làm phim Iran đã hai lần đoạt giải Oscar. Về phía Nhật Bản, cái tên được chọn mặt gửi vàng đi Oscar lần này chính là Drive My Car của Ryusuke Hamaguchi, cải biên từ truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami. Drive My Car được New York Film Critics Circle bình chọn là phim hay nhất của năm 2021 và giành giải kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2021. Tác phẩm điện ảnh này cũng đang sở hữu số điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes. Gió sớm mai theo về bên ly cà phê hương thơm lừng, bầy chim non trên cành liễu lo nắng thơm hay nàng mộng mơ, có tiếng hát trong như suối hiền say sưa ngân nga bên hiên nhà, ngoài sân hướng dương vàng ánh lên tô thêm sắc đời hồn nhiên. Như cơn gió trong lành một ngày, hương ngất ngây cho tim mê say, hương níu chân anh khi anh qua đây. Như mây trắng bay nhẹ vào đời, hương lướt trên lo toan nhân gian, hương nhắc anh ơi xin anh vui lên. Nắng lên, em mang theo những giấc mộng hiền. Gió lên, đưa anh vào phố thị hồn nhiên. Nắng lên, em mang theo những giấc mộng hiền. Gió lên, đưa anh vào phố thị hồn nhiên. Thank you.
có tiếng hát trong như suối hiền, say sưa ngân nga bên hiền nhà. Ngoài sân hướng dương vàng ánh lên, tô thêm dáng nàng hồn nhiên. Như cơn gió trong lành một ngày, hương ngất ngây cho tim mê say. Hương níu chân anh khi anh qua đây. Như mây trắng bay nhẹ vào đời, hương lướt trên lo toan nhân gian. Hương nhắc anh ơi sao chưa vui lên. Nắng lên em mang theo những giấc mộng hiền. Gió lên đưa anh vào phố thị hồn nhiên. Nắng lên em mang theo những giấc mộng hiền. Gió lên đưa anh vào phố thị hồn nhiên. Nắng lên em mang theo những giấc mộng hiền. Gió lên đưa anh vào phố thị hồn nhiên.